Không, biển động chết. Như kiểu chơi trò chơi cảm giác mạnh nghe. Xong rồi. Chắp nó to lắm vào. Một con cá mú đây, anh Hoàn vừa câu lên đây. Hey yo, what's up anh em, chào mừng đến với lại Lốc nhá. Hiện tại bây giờ anh em mình lại tiếp tục đi câu. Thì trong cái quãng thời gian chờ thủy triều rút xuống để anh em mình ra một cái bãi bãi cạn ở ngoài biển ấy. Bãi cạn này khá là ít người ra tại vì nó bị cô lập ngoài biển rồi. Thì anh mình tranh thủ đi tạt vào những cái khu vực hang động này để câu cá để xem dính con nào to không. Hy vọng là sẽ có gì đó khả thi. Đây anh em có thể nhìn là đây có một cái hang động này đi ngược lên được nha anh em nhé. Khá là to luôn. Đấy, anh em thấy chưa? À, lên đỉnh núi rồi mà. Đi lên được mà, em thấy ánh sáng lên kìa. Đấy, ở đây nó có các cái gườm đá này. Các bạn có nhìn thấy cái chỗ vàng vàng không? Miếng vàng vàng, đấy cái gườm đá đấy. Thì chỗ là cá kiểu nó hay nó rút vào đấy nó nằm ấy. Thế nên là khả năng cao là sẽ được cá to, hy vọng là vậy. Thì hôm nay là anh em mình đi xem có cái gì hay ho, anh mình sẽ quay cho các bạn xem nhá. Cái này chắc câu đứng thôi nhỉ. Chưa, sao lông ấy nhỉ? Lợn, cái đéo lọc chim nữa, thế nào chim nó lại tha vào đây nhỉ? Chắc nó tha vào để nó ăn đấy. Chắc chẳng ai để đây cả. Nó tha vào, nó ăn đấy. Nó đỗ đây này. Bạn nhảy điệu răng năm style như đấy. Kéo ngã đấy. Rất lì nhỉ. Cái này nó là phao ở dưới, nó đối trọng mà. Nó gần như kiểu con lật đật đấy. Em nhìn em hiểu con lật đật chưa? Tí cuộn cước kia người đâu. Dẫm chỗ này cẩn thận, đứt chân đấy nhỉ. Đây. Chỗ này phải đi dép cẩn thận. Anh đi lên này. Ok. Kinh em nhá, anh em tôi lên đây ngồi câu thôi. Đi một vòng cuối cùng lại không có chỗ, phải về đây. Anh có dây không? Không. Đấy, thì đây giờ đang đập vỡ cái con hàn này ra để cho nó kiểu mồi nó xuống nó tanh ấy, để dụ cá vào kiểu như nữa ở trong nước ngọt là quê nước ngọt là câu kiểu bằng mồi thính đấy. Đấy thì ở đây là dã hà này xuống để cho nó vào nó ăn. Đấy, mình đang thả chỗ này rồi. Đấy, tàu thuyền mình đang cập ở đây. Anh em thấy kiểu ngồi ở dưới gầm cầu câu ác không? Ôi dồi ôi, cắn ngay mà bạn ạ. Xong rồi. À chắp nó to là không vào. Thank you.
Ok các bạn ơi, đây một con cá mú đây, anh Hoàn vừa câu lên đây. Đấy thì là anh mình vừa nãy ở bên trên kia, không biết còn quên gì nhỉ, hết rồi nhỉ. Anh mình trên kia đi bắt hải sản mắc cạn. Đấy, thì bây giờ là ngồi đây câu cá, đây là cá mú đây. Anh mình đã có một video ăn sống trực tiếp với mù tạt ở trên thuyền rồi. Nếu mà anh thích thì anh có thể xem lại video trước nhá. Đấy, video đấy còn gặp sứa khủng luôn nhỉ, đúng không? Đấy, bây giờ anh mình cùng ngồi đây để xem anh Hoàn câu cá lốt nhá. Ô, thừa dần gì, ô. Tính ra hôm nay đi lại còn nhiều hơn hôm vừa rồi nhỉ. Hôm vừa rồi được mỗi cá không, hôm nay được đống hải sản này. Ý. cái con kia là con cá gầu, con này là con mới là con mặt quỷ chính hãng ấy, hay là cá mau ếch. Mau ếch em ạ. Con này không biết là con gì. Nhìn nó lạ, nhìn xấu nhưng, lắm. Nhưng mà hai con khác nhau đúng không? Ừ, hai con, một con thằng này nó đổ chốt, một thằng này nó đen xì. Hay là cùng dòng thằng nhau này, thôi. Thằng này cá đá rồi. Anh thử cầm ra xem nào. Có cầm được không? Cầm được. Con này to nhỉ. Đấy, cá đá này. Đây con. Đừng cầm nhá, đừng cầm nhá. Nghiêng. Nó không mở mồm. Cầm mồm cho nó chắc. Đấy. Em nhìn này. Em nhìn này. Đẹp chưa? Con này nó không phải gầu về bạn Hoàn nhỉ? Nó là dòng dòng con khác rồi nhỉ? Đẹp nhìn giống mặt quỷ hơn. Nhìn con này như, giống mặt quỷ như hơn. Đá. Như cá đá. Lên không anh? Dính hàng, dính hàng. Úi trời, lùi. Lùi lượng xoay xoay. Mùi ốc đúng không anh? Mùi tôm. Nhảy phết đây các bạn ạ. Ok, lại còn nữa nha. Anh là bên là chuyên. Anh là bên nhập kho, nhập kho. Em là bên trung chuyển. Vận chuyển hàng hóa, anh là nhập kho. Đây các bạn này. Còn bên anh Hoàn là bên sản xuất. Đi thuyền có các khâu hoàn toàn đấy. Bên thăm nuôi. Đấy. Đây các bạn có thể nhìn này. Ấy. Nhiều chưa? Cả những con kiểu mặt như kiểu cá mặt quỷ này. Thấy chưa? Đấy. Gầu đây, gầu này thì cực kỳ là dữ nhá. Thì ở video trước thì anh em mình chỉ làm video ăn sống thôi, chứ không có làm video chế biến. Thì tí nữa anh em mình sẽ chế biến món thuyền chài theo phong cách thuyền chài, đảm bảo các bạn là xem cực kỳ là hấp dẫn luôn. Hôm nay là một xô này là khoảng cá ốc, cá vẹm, cá ghẹ, cả cá các thứ là tầm khoảng 5 cân nhá. Phải được tầm 5 cân đấy các bạn ạ. Con này thì là những cái đinh này nó đánh nó rất là đau nhá các bạn, cẩn thận nhá. Đầu lộng có đinh này. Rồi là lưng nó có đinh này. Đấy, những cái này là đánh mà nó có độc ấy. Mà cá lóng nhả lóc cá trước đi. Ăn cá trước đi. Bà nấu cơm yêu thương à? Thức nhá. Chị đi học à? Bảo cái chị là đi xe ra nhà để ở ngõ ấy. Đúng. Nhưng mà nó vẫn luôn sợ. Vẫn tố cáo. Vẫn sợ. Mô tô đi làm.